Quân Trọng Cảnh Công CNC xin kính chào quý vị các bạn. Ngày hôm nay Trung xin mời quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình Thanh lý sản phẩm Trung Quốc. Ngày hôm qua Trung đã làm cái chương trình thanh lý con lục giác 65 chân kỷ. Thì ngày hôm nay mình lại tiếp tục làm chương trình bán bộ khuôn lục giác 60 nhựa ABS có họa tiết là hoa sen và chữ Phúc Hán xen kẽ. Bộ sản phẩm này thì hôm nay mình sẽ bán tới tay anh em với cái giá là 1 triệu đồng, 1 triệu đồng bao ship toàn quốc. Đây anh em, đây là cái đống hàng thanh lý của nhà mình này, cũng rất là lớn. Nhẩm sơ qua nó cũng khoảng 40-50 bộ. Đây này, đây là tấm sen này, tấm sen 60 rồi. Và đây này, đây là chữ Phúc Hán 60 anh em nhé. Anh em lấy bộ sản phẩm này sẽ được đi kèm theo là 3 tấm sen vịt và 3 tấm chữ Phúc Hán và một chiếc lòng trong liền khối anh em nhé. Rất nhiều anh em thích cái lòng trong liền khối của Trung Quốc. Thì ngày hôm nay công CNC sẽ bán thanh lý. Đây, tất cả lòng trong liền khối hết, bán thanh lý cho anh em. Cái bộ sản phẩm này thì hiện tại nhà mình đã sản xuất và bán ra thị trường rất lâu. Đây là những tấm sen, những tấm chữ và bộ lòng và tấm đáy, toàn bộ nó là hàng của Trung Quốc sản xuất. Ngày hôm nay Trung làm cái chương trình ngắn để thanh lý hết cái đống hàng này, thì sẽ từ ngày mai sẽ không bán hàng Trung Quốc ở cái mẫu lục giác 60 này nữa. Những anh em nào muốn sở hữu cái bộ lục giác 60 chữ Phúc Hán và tấm sen Trung Quốc thì nhanh tay sở hữu ngay cho mình một bộ khuôn lục giác 60 này đi nhé. Nó chỉ có giá đúng 1 triệu đồng thôi, đúng 1 triệu đồng miễn phí ship. À, ngày mai thì công ty mình sẽ không bán cái mẫu lục giác 60 Trung Quốc nữa, mà chỉ bán sản phẩm của Việt Nam sản xuất. Hiện tại sản phẩm của Việt Nam thì nó có họa tiết là hoa sen và chữ Phúc Lộc Thọ. Nó không có nhiều đâu anh em nhé, nó chỉ có vài chục bộ thôi. Chứ là anh em là xem thấy video thì nhanh tay gọi điện tới số hotline nhà mình 0395 234 789 hoặc 0394 234 789 để đặt hàng. Tất cả những anh em nào đang xem video mà chưa đăng ký kênh thì subscribe đăng ký ngay đi nhé, để mua được những sản phẩm ưng ý, những bộ khuôn giá rẻ. Ngày hôm nay Trung chỉ làm chương trình bán thanh lý cái bộ khuôn lục giác 60 này nên sẽ làm cái thời lượng video nó ngắn thôi. Trời đang mưa rồi, anh em nhanh tay nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Thân ái, chào anh em.